Đây, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với nguyên một combo màu đỏ và chúng ta sẽ review cái con thương phép này. Nó chỉ là top 31 server thôi nhưng mà thôi tạm thời là tha thứ cho em nó là mình mang tạm vào vậy. Mình khá chắc là cái con của mình nó phải top 5 server. Tại vì frog của mình tận 3/0 cơ. Thoải mái rồi anh em ạ. Đây, thương phép của chúng ta thì mình nghĩ là không có gì phải bàn. Khi mà một con vũ khí quá là OP. À không, ra nó chỉ là tay A cộng thôi. Chứ không đến nó A quá là OP, khi mà nó không ăn được mạng là nó vứt đấy. Con này không ăn được mạng thì coi như là vứt rồi. Đấy, đấy anh em thấy chưa? Không ăn được mạng là coi như là vứt xó. Một con khỏe đấy, mình xin mạng nhá. Đây. Đây mình sẽ ăn thằng này. Đứng lại, chỉ cần khoảng gần 10 giây thôi là ăn được rồi mà. Đấy, ăn được một thương rồi này, ok. Các bạn chỉ cần ăn thương là ngon mà. Đây anh em sẽ xem đam một zit này. Đấy, đam một zit sướng ngay. Ê, bình tĩnh. Mình mới thành nữa. Vãi cả đấy. Ừ, skin mà. Đây. Các chú cứ bình tĩnh. Đâu có phần. Cứ phải bình tĩnh thôi. Đúng rồi, cứ phải bình tĩnh thôi. Ui, vừa vào clip mà nó đã sướng như này thì ngon này. Ấy, sợ ơi, giờ mình ném hơi khuất thì phải. Chết rồi, mình ném hơi khuất rồi. Ném hơi khuất rồi anh em ạ. Ném xa xa ra một tí. Rồi. Rồi, ngon này. Ấy trời, hợp lý anh em ơi. Ui. Hợp lý anh em ạ. Ui. Ơi tôi đừng. Ui, vẫn chết kìa. Nói chung chơi mấy con này bảo cái mấy góc khó ấy, chơi nó mới thích anh em ạ. Chơi con này phải mấy góc khó chơi nó mới thích, chứ còn chơi mấy móc thủ ấy thôi, chơi làm gì nữa. Đúng không anh em? Chơi phải còn là gì nhỉ? Nó phải khó khăn một tí đúng không? Phải thử thách một tí chứ. Chúng đi mạnh sẵn rồi nó còn đi thổ nữa chứ ai chơi. Vừa vào trận nó đã hay thế này rồi thì anh em phải hiểu là clip này sẽ hay vào rồi đúng không? À súng băng đấy, mày súng băng đấy. Đấy, ui giời, không kịp biến hero. Kém. Đấy mình mang nguyên một combo đỏ luôn mà dù mình biết con anh độc này sẽ chả tốt gì cả. Ngoại trừ con bom và con Rubik này thì combo đỏ. Thế còn chơi. Nó chửi game rách xong nó không nạp tiền rồi. Nó chửi đi coi hài quá. Chứ thôi anh em mình chửi vậy một tí cho mình nghe thấy hơi hề. Nhớ thôi clip đang hay anh em. Chơi lấy lại tuổi thơ thì còn đi chơi làm gì nữa. À mình hiểu tại sao để là Parky cho rồi. Rồi ok. Nam Kỳ cũng ok. Xin lỗi được chưa? Nếu có đụng chạm anh em Việt Nam này thì mình xin lỗi nhá. Mình không cố ý. Mình chỉ muốn hành xác một cái thằng ba que thôi. Ê! Ui đừng! Sao không chết? Ui không chết anh em ạ. Đây rồi, ngon. Thằng kia của clan mình phải đi săn thằng kia, mình cận chiến nó mới được. Chứ không này ấm ức lắm anh em ạ. Trên này ấm ức lắm. Ê, cái gì đây? Cái tay hư nào? Tay hư. Úi giời ơi, tay hư. Xem nào, thằng kia vẫn chết đúng không? Vẫn chết chưa? Thằng kia nó top mấy? Hay nó ao rồi? Ao rồi đúng không? Mình không nhớ tên nó. Parky cho đâu rồi? Ê, ôi, bay ghê đấy. Bay cũng ghê đấy. Rồi, bay ghê đấy. Đúng rồi, mình xin quả thương nhá. Rồi. Một mạng này, hai mạng này. Đấy, hợp lý anh em. Rồi, thế này là ngon rồi đấy. Còn một thương mà. Thoải mái phóng thôi. FK khỏe đấy. Mình rất dưng kinh thần quá. Ê, đằng sau kìa. Rớt luôn. Ôi, rớt luôn. Ê, thêm cả thương ở đây nữa này. Được chưa, hợp lý chưa? Nhưng mà nó không ra. Nó rút mất rồi anh em ạ. Ôi bạn ơi. Ôi bạn ơi, mình vừa hết thương xong bạn ơi. Cho mình xin một kill nào. Ê, bạn cào đi đâu ấy. Ê, anh bot ơi. Không nể tính anh em thì cả, thôi mình xin con hero vậy. Lại phải đô top à? Lại phải đô top rồi. Xin con hero. Ơi không xin được rồi. Thằng kia ao rồi sao ấy mà. Không về miền Nam à? Thì xin lỗi. Anh có định phân biệt một miền đâu nhưng mà anh có một cái tật hơi xấu một tí là anh cứ thấy rằng là chỉ Bắc Kỳ là anh coi nó là Nam Kỳ. Thế vẫn chơi, cứ chửi không chơi thôi. Bọn này hè thật. Mình không hiểu chúng nó suy nghĩ cái gì. Cứ chửi thế đi chơi làm gì. Nghỉ đi cho game nó mát nhá. Mình cũng không cần anh em làm gì đâu. Đây là một kill này. Xin cái thương ở đây là ngon này. Đấy, chặn đứng cái boss lại, hợp lý. Ôi đập trượt, thì kém quá, thế này thì kém quá. Mình full nộ rồi này. Full nộ bây giờ thì đi kiếm hàng để chơi thôi, kiếm hàng để hút sinh lực thôi. À. Ui không ăn kịp rồi. Chơi em ác của Katana thì bạn cho mình khoảng 300-400 đấy, mình kiếm ác cho bạn cho. Thế là ok. Trên này không ai cho free gì cả bạn ạ. Thôi phòng này ít người quá, anh em next vào phòng khác nhé. Hôm nay mình quên đăng nhập nick challenge. Bây giờ mình tháo cái combo đỏ đi, mình chơi cái phòng rác này. Ơi mình xin. Mình đang có mang theo con combo khác là cái con súng máy mới. Ôi rồi kém. Lượng đỡ kém nhá. Đánh giá là hơi 1+2 điểm thôi. Chứ thế này là hơi kém rồi. Ôi, mình cứ tưởng thứ xét nó dính. Nó là cái khác ạ. Ôi ôi, đau nhở. Đau ấy chứ, có đùa đâu. Ok, rớt rồi. Xé rồi. Rồi à, có mấy thằng nỏ chơi khó quá. Nỏ không còn lục nữa. Chơi có phòng đúng kiểu tạm giác luôn rồi. Phải có bắn được nữa không? Ơ vẫn bắn được đấy. Mình có bắn viên đạn nào đâu mà sao vẫn bắn được nhỉ? Đây mình ăn hộp đạn đi. Úi giời RPK khỏe đấy. Rồi mình xin một mạng. Đứng im đấy, đúng rồi, đứng im đấy. Hợp lý anh em ơi. Ui, con thương biến hình khác vãi luôn. Rồi, ra đây. Chơi tất. Chơi đấy. Đúng rồi. Ui, bình tĩnh. Má nó vẫn cào được mình kìa. Đá thủ Việt Nam. Bảo sao chơi ác thế? Đây, kiếm đau nha. Ôi gần cào được kìa. Gần cào được kìa anh em. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Hero cái tôi nhá, chèo. Ái ôi. Ái ôi. Đây là đâu tôi ở đâu là đây tôi là ai? Chết này. Chết thật. À đây có thương rồi, ngon. Ok, ra đây bạn ơi. Ra đây bạn ơi. Đúng rồi, ra đây đi. Chạy đã. Có thương rồi. Có thương nhưng mà không phải có thương nhá. Có thương nhưng không có thương. Thế mà chết được. Ai thằng Linh ơi. Ai chạy. Như kiểu chơi lấy như kiểu đi kiểu mấy map laser ấy. À đây thương này, đâu rồi? Thương này. Hết thương chưa? Còn thương người cũ không? Còn thương đúng không? Ok. Ê, bình tĩnh mà này, quay lại bạn ơi, quay đầu còn kịp phải, Đấy. Hiểu quay đầu còn kịp mà. Ui. Vì thế mà chết á? Ô. Nhiều lúc ảo thật nha bà ấy. Nhiều lúc hơi bị ảo đấy nha bà ấy. Thật cái tinh cái gì đấy. Tinh tài khoản này tốt nhỉ. Bắt đầu rồi. Mình vừa thấy có mấy con đây mà. Đây. Ơi trời ơi. Thế cũng chết được. À đấy, có thương rồi. Ê chết đi. Mày quá. Tí đi ăn cứt. Lại ông mà mang SK vào đấy. SK không biết bằng mấy cơ. Đây, có con ở này. Ê vẫn chết. Nhưng không phải mình ăn. Mày. Mình sắp hết thương mất rồi. À SK bậc cuối kìa. Ác cái nhở. Ê chết. Ngon. Mình ngay từ trên chân. Đây rồi. Ok nó ăn hết rồi. Đấy không sao được với nỏ đâu anh ạ. Mà con này là 4.000 vàng. Con này thực ra ngày xưa rất là khỏe. Úi ôi, đấy đấy đấy, nó không cản được bọn Medusa bật ép đâu mà. Ồ, vỗ tay ơi, vỗ tay ăn 300, vỗ tay. 300.000 đồng. Em đánh bên rất nhiều. Tôi buổi tối vui vẻ. Đúng là một ngày làm mình nhiệt huyết. Nghe Văn nói giống như kiểu cái thằng ham tiền đi. Nhưng dù sao các bạn anh pay rất nhiều. Trời ơi, một buổi tối là nhiệt huyết. Nhưng mà sẽ nhiệt huyết hơn khi mà không bị trượt môn. Mình vào đâu rồi, mình thế mà không ăn được nhờ. 11 giây mình ăn được, mình tin mình ăn được. Không, mình hết tin rồi. Mình tin mình ăn được, anh em yên tâm. Ê, 3 giây, nhảy vào, được. Chơi đấy, đúng rồi, chơi. 30 chưa phải là Tết, ăn được tốt. Anh em yên tâm. 30 chưa phải là Tết anh em ạ. Cứ bình tĩnh. Có min rút đây rồi. Ái ơi. Thì ra cái clip này mình chả bị đợt được mấy. Tâm sự chuyển môn thì cũng thấy đâu. Adora kìa. Ê, bình tĩnh. Ê, bình tĩnh anh ơi. Rồi. Bay lên trên bầu trời rồi nhẹ nhàng lại bay lên trên nụ cười. Trời kìa. Má. Trời hết đạn. Đừng đấy nghe. Ơi, ăn độc đạn rồi mà. Bay lên trên bầu trời rồi nhẹ nhàng lại. Đây rồi. Chạy đã, bây giờ phải chạy đã. Không quan tâm thương xét là gì đâu. Ơ, mình chưa phóng à? Mình chưa phóng nào đúng không? Ê, bình tĩnh ơi. Anh ơi, phanh đi anh ơi. Anh phanh lại rồi. Ui, kìa anh em. Phanh lại là các em mừng rồi. Má, mà đi không phanh luôn mà. Ây ui, chết rồi, mày quá. Ui, Thánh Linh ơi, bắn nãy giờ được 60.000 máu, tôi mừng quá. À, 50.000 chứ, nhầm. Đây rồi, hợp lý rồi. Ê, bình tĩnh bạn trẻ ơi, đừng hành động đại độ thế. Ê, thôi đừng bắt em. Ê, chuyện đâu có đó. Ôi, chết luôn kìa. Ê, ui, chết luôn bot kìa. Ui, sụt sốc vậy. Ui, sụt sốc thật sự luôn. Ê, bình tĩnh ơi. Đây đây ạ. Đừng cao em anh ơi, đừng anh ơi, em biết em anh biết em thương em yêu anh nhiều lắm không? Anh có biết em thương anh nhiều lắm không? Em bắn tặng anh thêm một quả dao nữa nè, anh không chết hả? Tại sao anh không chết? Ôi ôi. Tôi còn là mệt ỉa lên 200.000 đam từ lúc nào không biết luôn này. Má gào thét mẹ chỉ vì mẹ 100.000 máu thôi anh em ạ. Ê, ở kìa. Tôi mẹ cay thế. Đã được búp tinh thần xong. Ăn quả mẹ mình đã mù trắng xóa rồi, chả nhìn thấy dòm đâu xong rồi. Kiếm này. Đéo chết. Tại sao vậy? Ác vậy. Chắc chắn là phải chết. Không chạy đâu được. Chạy đâu bây giờ? Chết. Ui trời ơi, tuyệt vời. Mấy điểm thôi. Thiếu 300 điểm nữa, cố gắng đua top nào. Chạy cố gắng đua top anh em ạ. Ôi thế nhảy không qua kìa. Hello Trần Khôi nhá, xin chào bạn. Sorry, nãy mình chơi nhập tâm quá mình. Lại trắng. Bình tĩnh bot ơi. Ê. Mình bảo bình tĩnh bot ơi nhưng mà mình quên bảo thêm một bạn nữa. Cứ phải lượn. Ô. Nó bán thêm cả con lục mà mấy người ấy, nó mang con thêm cả lục Lego ạ. Cay thế nhở. Ai ơi, thế mình không chết kìa. Anh em thấy giờ một sức mạnh của ký tinh trùng cộng với con súng mới đấy. Nó búp cho Skylagon bắn một hit cũng chịu chết luôn mà. Má con lục. Nào giết em đi. À may quá, tụi kia giết mình. Đây có thằng gần vào đúng không? Đây rồi. Sao vẫn trượt được nhờ, khó tin thật đấy. Thôi ăn cứt rồi đấy. Mình đang thành cái bao thịt mà vừa mình đã giảm được 55% sát thương rồi mà mình vẫn thành bao thịt. Thử từ từ anh em không giảm bất kỳ một cái gì xem cho nó ăn hại đến mức nào. Ê, súng đẹp nha bạn ơi. Bạn ơi, súng đẹp nha. Thế éo nào nhờ. Này, mình bút kêu chúng mày hơi nhiều ấy nhá. Ê, thôi, em xin lỗi. Thằng kia vẫn đừng mình, nó ăn mình phải 4 mạng trong khi cái 5 mạng của nó thì ôi rồi. Bây giờ có review được cái gì đâu, review được có mỗi quả mẹ zombie búp trừ 55% thôi. Ôi, ăn được 2 thương ngon đét luôn này. Phóng quả thương vào đây sẽ có một quả thương giữ lại. Đừng mong flash được anh cúi đầu xuống. Người ta ngửa mặt lên trên, mình cúi mặt xuống. Đấy là sao? Đúng một con người từ dưới xử đáy rất ao khác. Ê, bình tĩnh nha. Ê, nó vẫn đến được cái huyết thanh của mình kìa. Càng ấy, được. Não to, tay to, não to. Thế thì ăn quả thương này nữa đi nhá. Ăn thêm quả này nữa tròn. À, thằng nào nữa? Ra đây nốt. Ôi chết rồi, quả thương cắm ngu rồi. Quả thương này cắm. Ôi, nó vẫn bắn được à? Ngoan. Vẫn chết. Ôi trời ơi. Cắm một quả thương thế này cho chắc chắn. Ê, bình tĩnh. Ê, xin chào. Đây, cắm ngoài này đi. Dưới này đúng không? À, ngoài à? Ngoài đi chết rồi. Đây rồi, hợp lý rồi. Đầu tư có lãi, Trời ơi. 900 điểm, thằng kia 1.200 điểm, khó đua quá. Trời này chắc mình chơi hết trận luôn. Đua không đua được thôi nhá. Wifi tải Minecraft 3 tiếng hay là 3 tuần. À, thắc xóa rồi. Đâu là đây, tôi là ai? Ai là tôi? Giết thằng này đi, làm ơn, chết đi, đúng rồi. Cho mình xin quả thương. Ui, vẫn mới thành được. Tệ thật chứ. Vẫn tệ. Ôi ơi, mất quả thương kìa. Hỏi ăn chưa? Đúng nó hồi sinh luôn mà. Ôi, bình tĩnh. Quả thương ở đây này. Rồi, hợp lý ở đấy, mình sống ở đấy. Thêm quả thương ở đây nữa này. Đúng rồi, cắm thẳng vào chân nó luôn, hợp lý. Ôi nhưng mà không ăn được nó kìa. Phải ăn thằng nào ấy chứ. Làm ơn. Đấy nó mới phải ăn được một thằng nào đấy chứ. Chứ ăn trắng tay thì có mà chết à. Đây rồi, vạn được. Đấy, anh em yên tâm. Vạn được. À, đến thời của mình rồi. Đây, đến thời của mình rồi anh em ạ. Đến thời của mình rồi. Thêm này đằng sau này. Đằng trước này. Đằng này nữa này. Ôi giời, hợp lý. Vậy combo tuyệt vời. Tuyệt vời rồi. Ơi nhưng hết đạn. Đây, cắm thêm quả thương nữa. Cắm quả thương vào đây. Rồi ơi, có thấy cái gì đâu. Để phải bắn à. Ấy trời. Ngon. Bắn thêm quả này nữa. Ôi ơi, ngon đấy nhở, 15 kill rồi này. Ơ 16 kill. Còn sao nữa? 17 kill. Còn như nào nữa? Bước á. Bước ở đây anh xem nào. Bước ở đây xem nào. Ui giời, quá tuyệt vời. Nó sướng không có từ gì để tả. Ôi cái gì các bot ơi. Thêm quả nữa ra đây này. Ấy hợp lý nhở. Ấy. Ui đỡ đấy, đỡ hộ. Này đỡ hộ. Ơ nhưng mà hết thương rồi. Ủa, hết nhanh rồi. Ra đây bạn ơi. Đằng sau đây cơ mà. Ôi dào ấy, kém gì. Ê, bị vừa chê nó kém xong, bố tổ sư. Nào, vô đây. Ấy. Nó nỏ tát quá. Không đi rồi anh em ạ, nó bắn đỏ là mình bị chật rồi. Chật nhịp. May là chưa trần nhịp tim ấy. Ôi 3 tháng quả tải quả Minecraft thì thôi nhá, tôi cũng chịu nhá. Nó đi khỏi dùng mạng luôn. Tôi không nhảy vào dễ được nhở. Chết. Ôi không chết kìa. Thôi mình chết rồi. Cái đòn 25 kill là hơn mình không đối đầu rồi. Nó lại hơn mình 400 điểm. Nãy mình ăn bát mình Mình có 300, cách nó 300 điểm, bây giờ nó lại 400 điểm thì thôi mình chịu rồi. Mình quay được bao lâu rồi? Mình quay được 20 phút rồi. Cái video này khéo là cái video mà chỉ để ăn kill thỏa mãn đây các bạn. Đấy, kiểu ra là cái skin là chỉ ăn kill thỏa mãn cái mồm thôi. Tại bình thường mình cũng có đâu có chơi con này đâu. Bình thường là mình hạn chế chơi chứ. Ê, chết đi, chết đi. Sao mình cứ vào gần chuồng là này kiểu gì cũng chết nhỉ? Ai, đau nha. Mình lên top rồi đấy. Thằng cái ao à? Thế thì càng nhàn cho mình. Rơi xuống, đúng rồi, rơi xuống là hợp lý rồi đấy. Chuẩn bài. Chuẩn bài luôn anh em ạ. Tặng quả bom nhá. Bay lên trời nào, bay lên trời. Ơi trời ơi, bay lên trời. Rồi này. Top này. Úi giời, bây giờ mình phải hành thằng top mới được này. Làm ơn đừng chết, làm ơn. Sao quả bom này giết một thằng là thế nào nhỉ? Bay lên bầu trời tiếp nào. Đúng rồi, bay lên bầu trời tiếp. Chết. Nào cho xin một mạng thương đi, đúng rồi. Cho xin một mạng thương đi là giải tỏa căng thẳng này. Ấy, hợp lý. Ui, hợp lý quá, không còn gì để bàn. 10 điểm. Không phải 95 mà nó 10 điểm. Đấy, ăn kêu trên này nó mới sướng chứ. Nhảy đấy, nhảy đấy. Nhảy được không? Nhảy đấy, nhảy đấy. Trời ơi, tưởng thế nào. Mày nhảy đấy, nó nhảy đấy, nhảy đấy. Thôi nhảy ra xem nào. Nhảy tiếp, nó nhảy tiếp. Kiểu đấy. 1 này, 2 này. Hết kia rồi. Hết thương à? Hết thương thì mình lại phóng thương tiếp. Đấy. Phóng thương ở đây tiếp. Đấy, 3 thương hợp lý gì nữa. Ui giời ơi, nó lại nhẹ nhàng 20 kill này. Ơi xin có bot nhá. Bot này bình tĩnh bot ơi. Ơi. Mẹ nó cay thế ở xin sang này rồi. Mình sắp bằng top rồi này. Cố lên, gần bằng top rồi. Cố lên, gần được, cố lên. Đến lúc nó làm xúc vật thì thôi, bây giờ đến mình quay trở lại rồi. Sao mình mất hết thanh được nhỉ? Ê, chết thằng nào đấy đi được không? À, nó không dính anh em ơi. Nó không dính ạ. Ôi mình lên top luôn này. Hợp lý anh em ạ, đối tác căng thẳng quá. 10, 9, 8, 7, nay mà anh em không ủng hộ là chết dở này. 53 người xem này, ok ngon nhá, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mặc dù không phải là ngày nghỉ nhưng mà anh em lên xem này là mình thấy vui rồi. Thôi bây giờ đến mình làm xúc vật rồi này. Mình sẽ báo thù trong nội mình. Áo. Chết bá rồi, báo thù gì nữa. Giờ mình sẽ phải cố gắng ăn kill này. Đây, 1 kill luôn này. 1 thương, hợp lý. Khởi đầu thế này là tạm được rồi. Nhưng mà ăn kill tiếp theo không làm điều quan trọng này, tại vì chỗ này rất là đông. Nó lại biến người, lúc này nó mới hãm như này. Mình không ăn được kill nào anh ạ, đấy là vấn đề. Mình không ăn được kill nào. Đây rồi, có kill rồi. Mình phải giữ. Mình phải giữ anh em ạ. Rồi. Đéo giữ nữa, chơi đây anh em ơi. Thề được rồi đấy. Được rồi, vào cầu. Bắn cái này. Ui giời, hoàn hảo anh em ạ. Cái combo thế này nó lại sướng quá. Đây bạn ơi, đừng chối bạn ơi, đi đâu bạn ơi. Đi đâu đấy, đi đâu mà vội mà vàng. Thêm quả thương ở đây nữa này, đấy, hợp lý chưa? Ấy giời. Thêm quả ở đây nữa này. Ôi giời ơi, hợp lý. Nào, ui giời ơi. Nó còn gì để bàn không ạ? Đâu mình cắm vào đâu cho nó chuẩn mực nhỉ? Chuẩn hợp lý nhỉ? Cắm vào đây đúng không? Đúng rồi, nó lại hợp lý rồi. Cắm vào đây nữa này. Ui, anh em nhìn cái khung cảnh ấy đi. Xem nó có sướng chưa? Đấy, cắm lên vào đây nữa này. Nào, thằng nào nữa? Phá thương của tao này. Nào, phá thương nữa. Thằng nào phá thương nữa? Ra đây, bước ra đây, nói chuyện với tao này mà. Úi trời ơi. Nào, thằng nào bước ra đây. Nào, bước ra đây. Mới bước ra đây tao xem nào. Đây mình hết thương rồi, phóng tiếp hả? Tiếp tục. Úi giời ơi, 21 kill vẫn đang top. Nỏ là cái gì anh em? Thương xét đã vào cầu thì nỏ là cái gì anh em? Nỏ là cái gì ạ? Có tuổi đấy nhưng mà tuổi gì á? Tổn gì ạ? Ê đừng chết nhờ. Ui vẫn sống, mình vẫn sống. Ui 25 kill. Thôi mình cũng phục mình rồi. Chết này. Ui giời, thế này làm sao mất top được nữa. À bây giờ mình đố mất top này. Đố mất top vào luôn. Thằng kia ao rồi. Bây giờ để lại New vui vẻ lại thôi. Cầm M3 với Lục Legend lên mà múa. Cầm M3 lên Lục Legend lên mà múa. Múa đấy. Tại thằng này còn ra ngoài đấy, chết dở rồi. Ra ngoài là chết dở rồi. Sao mà nó lại sướng như này anh em? Sao mà nó lại sướng thế này? Nào bây giờ mình hỏi nó top 2 với top kiểu gì? Đấy, cho nó ăn đấy. Cho nó phá trận này đi. Đấy, bây giờ trận này mình làm boss đi. Cho nó làm được gì mình. Đồ tao căng thẳng vãi cả lý. Căng mà anh. Anh lại bảo không căng đi. Trận này nó sẽ căng toàn lục các thứ. Sao căng nữa không? Đấy, anh em thấy chưa? Đấy. Tao đồ như thế bảo sao mình không đồ, mình lại đồ tốc khó. Nào chạy đấy mày, tao đỗ, bây giờ tao cho mày chạy không chạy được nhá. Chạy đấy, nào chạy. Chạy là tử hình ngay. Vớ vẩn đâu tao. Nào tới đây. Tới đây đúng rồi, hợp lý, thêm một mạng nữa. Ôi rồi, trắng xóa. Lắm flash thế. Cắm vào đâu rồi? Cắm vào đi. Rồi. Ôi nó không cao thế à? Đây, hợp lý. Sau mình thực ra cái quả tương xét này mà làm cái quả chạy dom là hơi khó này. Tại vì mình không biết lúc nào xương nó mất được, với cả không phải lúc nào nó cũng ăn được kill ấy. Ôi đấy thấy chưa? Có ăn được kill đâu. Nó đuổi mình nó mới hại đái chứ. À, boss là ngon này. Chưa kịp ăn boss. Ơ, mình ăn được một mạng này. Ngon. Ê, bố mày xuống, làm gì nhau? Nào, ra đấy. Ê, chứ tôi nó đuổi mình. Ê, đổi từ từ thôi. Chuyện đâu có đó, đúng không? Mình vẫn chưa ăn được một mạng nào nữa anh em ạ. Vãi cả đái thật. Đây, quả bom này là ngon này. Ôi nhưng mà nó ăn hết rồi. Đây. Ui trời ơi. Còn mạng rồi. Trời ơi. Ui trời ơi, đang tưởng trở lại thành Zika chôn do nhưng mà có vẻ không được rồi anh em ạ. Lạ lắm. Zika này lạ lắm anh em. Mẹ quả nỏ là còn múa được chứ còn quả thương này nếu múa bằng bố à. Múa thế nào được? Đố mua được với con nỏ, à đố mua được với con thương này luôn. Thôi chạy thôi anh em ạ. Cứ tới đấy. Ấy không ăn được rồi. Đông đấy. Úi giời đông đấy. Ôi giời, thôi biến. Một hit là cút này. Úi giời ơi, ngon luôn. Mày nhờn ra đấy, mày ra đấy. Rồi còn gì nữa nhỉ? Thả nữa, thằng nào bố láo ra đây. Nào bây giờ thằng top vào đô top đấy. Mày ra đây đô top này. Ôi giời ơi, nào thao, ra đây. Đù. Nhìn trông được cái chứ. Dặn tiếp. Ô, bay luôn cả xác à? Ác đẹp. Rồi đúng 3 lần luôn. Không nhảy lên ca rồi. Ok. Clip này là đủ rồi đấy. Ăn thế là đủ anh em ạ. Mẹ ăn nửa tiếng này thôi chịu rồi. Đây quả thương rồi anh em đây. Quả thương top bao nhiêu server? Top 32 đúng không? À 31. 31 server. Đây là một số 0 thôi nhá. Mình có 3 số 0 cơ đấy. Anh em cứ đợi đấy.